Các bạn đang nghe truyện Võng Du Chi Mệnh Luân Chi Chủ trên kênh TV Audio CV. Chương 937 Tu luyện vô tận Đương nhiên, những điều này chưa phải trọng điểm, quan trọng nhất là kiếm đạo đâu phải trò đùa, kiếm động cử thiên của ngươi còn chưa đạt đến cực hạn, chỉ nghĩ bàn môn tà đạo, chỉ vì cái trước mắt như thế sao có thể truyền thừa y bác của ta, Giang Khải bị trách mắng một trận, cuối cùng đã ngoan ngoãn lại. Tam kiếm tiền bối, nhưng một kiếm vừa rồi ta đã phát huy công tiếp của mình đến cực hạn có thể sử dụng tất cả trạng thái có thể dùng, thuộc tính cũng đã chuyển hết, trong thời gian ngắn đã không cách nào tăng cường công kích. Giang Khải hỏi: "Còn có, có cách nào đánh phá cơ chế giai đoạn bảo vệ của boss không?" Trước tiên nói điểm thứ nhất, công kích của bản thân người là tạm thời đạt đến cực hạn, nhưng điều kiện phần ngoài khá còn chưa đạt đến cực hạn. Thứ nhất, Thiên La Trảm Yêu kiếm cũng chưa tiến vào, trạng thái Thiên La, ngươi còn chưa biết trạng thái này, cũng không thể trách ngươi. Trạng thái Thiên La sẽ chỉ xuất hiện trong quá trình tụ lực trong nháy mắt khiến người cảm giác được mình và thiên la trảm yêu kiếm đạt đến một loại trạng thái liên quan cao độ nào đó, lúc này thiên la trảm yêu kiếm sẽ tìm được cơ hội tốt nhất trong ba cái thiên địa nhân, ra tay vào lúc đó khiến nguyên lực có thể tăng lên gấp đôi, gian khải hít sâu một hơi, tổn thương còn có thể tăng lên gấp đôi. Lại nói, mình đã sử dụng hết thể giám định, nếu không hắn sẽ giám định thiên la trảm yêu kiếm trước. Đương nhiên, muốn cảm nhận được trạng thái thiên la của thiên la trảm yêu kiếm cũng không phải chuyện một sớm một chiều muốn nắm bắt chuẩn xác mỗi một lần trong thực chiến càng cần luyện tập rất nhiều. Giang Khải vụng trộn thở ra một hơi, khẽ thầm thì, ngươi cứ nói thẳng đi, ta còn phải chết bao nhiêu lần. Ngươi nói cái gì, không, không có gì, tiền bối nói, một, vậy còn, hai, thì sao, tam kiếm tiên sinh tiếp tục nói, thứ hai, vốn ngươi đang ở giai đoạn trước, vẫn chưa nên tiếp xúc với nội dung tiếp theo nhưng ai bảo là lão phu tự mình chỉ điểm ngươi chứ, ngươi lại có cơ hội học tập sớm. Giang Khải hơi ngạc nhiên, Tam kiếm tiên sinh muốn thiên vị mình sao? Điều ta muốn nói là công kích nguyên thần. Tam kiếm tiên sinh nói, nguyên thần là lực lượng linh hồn, cũng là khiến những người chơi các ngươi có sự khác biệt lớn nhất với giả thú quỷ tinh. Có nguyên thần đủ cường đại mới có thể ra vào quỷ tinh, cũng chính như quỷ tinh đã nói, nếu không được thì không thể rời đi. Nói đơn giản, nguyên thần là một trong những thứ ít ỏi có thể vượt qua sự tồn tại của quỷ tinh. Chính vì vậy lợi dụng công kích nguyên thần mới có hy vọng phá vỡ cơ chết của giai đoạn bảo vệ. Giang Khải vẫn chăm chú lắng nghe. Lời giải thích của Tam Kiếm Tiên Sinh với Nguyên Thần đã phần nào giải thích tình huống của Đông Ly. Vì sao nàng có thể từ bóp bản đồ trở thành nửa người nửa thú, như hiện tại, có lẽ cũng là vì nàng là số ít giả thú có thiên phú thu thập Nguyên Thần, còn có tiểu hỗn cầu, dường như nó có một loại năng lực cảm nhận đặc thù với Nguyên Thần, lại biết đi cướp Nguyên Thần của Đông Ly. Vậy sử dụng công kích nguyên thần như thế nào?" Giang Khải hỏi. Bất kỳ cảm giác gì vượt qua, đặc biệt là cảm giác tự nhiên, bản thân, tử vong, cảm giác tồn tại, hư không cùng đủ loại quá trình đều có thể trợ giúp ngươi cảm nhận được nguyên thần của mình rõ ràng hơn, sau khi ngươi có sự nhận biết rõ ràng với nguyên thần của mình, lúc công kích sẽ bổ sung lực lượng nguyên thần. Cơ bắp trên khóe mặt Giang Khải không tự chủ được giật giật. Luôn cảm giác lời nói của Tam kiếm tiên sinh thật ra là muốn mình không ngừng tử vong nhìn dáng vẻ của ngươi chắc đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, thú triều đã đến, thử trải nghiệm trạng thái thiên la của thiên la trảm yêu kiếm đi, Giang Khải thở dài một hơi, đứng lên triệu hồi ra người phục chế. Đệt mờ, vì sao lại kêu gọi ta, có nghe không? Giang Khải tức giận nói, ta cũng để ngươi cảm nhận một chút, vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Một tháng sau, đây là tháng thứ hai Giang Khải bị nhốt trong vô tận luyện ngục, hắn đã chết 7.000 lần. Mấy ngày cuối cùng của tháng này, cuối cùng Giang Khải đã có thể ngẫu nhiên sử dụng ra trạng thái thiên la của trảm yêu kiếm. Lúc thiên địa nhân thống nhất, đánh ra kiếm động cửu thiên, kinh thiên động địa, một kiếm quét ngang, đáng tiếc, vẫn không cách nào phá vỡ cơ chế giai đoạn bảo vệ của bót. Cho nên, một tháng này Giang Khải lại chỉ giết hơn 100 con bót, đều là rút thưởng trước khi chết, liều mạng đánh giết. Hơn 100 con bót, đối với cơ số to lớn cũng không khác gì không giết. Thời gian trạng thái thiên la của Thiên La Trảm Yêu kiếm xuất hiện rất ngắn ngủi, đây là việc trong chớp mắt, muốn nắm bắt chính xác điểm này trong thực chiến, cũng đánh ra kiếm động cửu thiên, độ khó này khá lớn. Nhưng theo việc Giang Khải không ngừng luyện tập, số lần hắn dùng ra Thiên La kiếm động cửu thiên cũng càng ngày càng thường xuyên. Đồng thời, mỗi lần Giang Khải tử vong cũng tích lũy được rất nhiều cảm giác. Lúc hắn bắt đầu cẩn thận cảm nhận loại cảm giác sinh mệnh sắp biến mất, linh hồn sắp quay về hư vô từ trong tử vong, ở bên ngoài, hắn không có cơ hội trải nghiệm những điều này, nhưng ở vô tận luyện ngục thứ không thiết nhất cũng là trải nghiệm loại cảm giác này, thời gian tam kiếm tiên sinh lên tiếng càng ngày càng ít, Giang Khải ở trong hoàn cảnh tối tăm không có ánh mặt trời của vô tận luyện ngục, không ngừng lặp đi lặp lại tu luyện, ngày qua ngày. Khu 18, Sân sau trụ sở chủ thần công hội Vong Trần lấy ra tu la kính, đang quan sát tấm gương đến ngỡ người. Hắn ta có thể thấy được cái bóng của mình từ bên trong, vừa nhìn đã đến trưa hồ ngôn đi đến sau lưng hắn ta đứng một lúc lâu hắn ta cũng không phát hiện vong trần hồ ngôn khẽ nói còn đang lo lắng cho khải đội vong trần quay đầu lại nhìn hồ ngôn hồ đại ca ta là ta hại khải đội nếu khải đội thật sự chết đi ta sẽ không tha thứ cho bản thân hồ ngôn lắc đầu đừng nói như vậy không phải khải đội còn chưa tử vong đang xuất sao ta cũng đang lo lắng điểm này vong trần vội nói trong vô tận luyện ngục có phải Khải đội đang trải nghiệm sự tra tấn vô tận hay không? Ta, ta hận ta quá vô dụng, Hồ Ngôn lo lắng nhìn Vong Trần, còn nhớ rõ mục đích của phủ Nam cũng là để Vong Trần rơi vào hận ý vô tận. Hiện tại manh mối này đã càng ngày càng nghiêm trọng. Vong Trần có tiềm lực to lớn, hiện tại Hồ Ngôn cho rằng tiềm lực của Vong Trần chỉ kém hơn Giang Khải một chút, nếu hắn ta đi nhầm đường vậy hậu quả khó mà lường được, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tin tưởng Khải đội, hắn nhất định sẽ đi ra. Hồ Ngôn an ủi suy nghĩ một chút, hắn ta chuyển sự chú ý của vong trần trước. đúng, nghe nói chưa, quân đội thăm dò vùng đất giả thú đã có sự tiến triển mang tính đột phá. tổng bộ chiến thần điện hoa hạ, hoa thiên thần đang chủ trì một mục hội nghị quan trọng. vì ngay từ đầu hoa hạ đã công khai cách mở ra cửa vào vùng đất giả thú, một số quốc gia thực lực cường đại khác lần lượt tìm được cửa vào vùng đất giả thú. hoa thiên thần nhìn về phía tướng lĩnh khác, nói, trong quá trình tìm kiếm cửa vào vùng đất giả thú, chúng ta cũng biết rõ tình huống chiến lược đỉnh cấp của quốc gia khác. Dù sao muốn mở ra cửa vào vùng đất giả thú sẽ cần đánh bại một con bót cấp bản đồ. Âm quốc phái ra một tên quỷ dị giả siêu phàm thất giai, không biết chức nghiệp cụ thể, tên là François Jaren một mình đánh giết bót cấp bản đồ. Nước ép phái ra Willis Kelly, cũng là người đưa thư đã ra tay với Giang Khải ở trong quốc chiến, tốc độ phát triển rất khoa trương, bây giờ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, đã trở thành một trong chiến lược đỉnh cấp nước ép, còn có Kurano siêu phàm phất giai, hiện tại chưa biết có phải quỷ dị chức nghiệp hay không, chức nghiệp ban đầu là kiếm khách. Nhân vật dẫn đội của mấy quốc gia khác đều ở trong tư liệu, mọi người có thể xem thử. Tướng lĩnh khác nhau nhau cúi đầu, liếc nhìn tài liệu trước mặt. Ngoài ra còn một lần tư liệu, chức nghiệp của tên Willis này rất đặc thù, nói chính xác là thiên phú của hắn rất đặc thù, dường như hắn nắm giữ một phần danh sách siêu cường giả toàn cầu gì đó, chúng ta dùng cách tìm kiếm cửa vào vùng đất giả thú để đổi một phần năm bản danh sách của hắn. La Bình nhíu mày, chỉ đổi được một phần năm, Hoa Thiên Thần lắc đầu, hắn không muốn đổi, vẫn là bên nước ép ra mặt, chúng ta ưu tiên đưa tin tức này cho nước ép, lúc này hắn mới thỏa hiệp. Tên kia cũng rất giảo hoạt, trên cơ bản siêu cường giả mà chúng ta nắm giữ đều ở trên danh sách. Hắn cung cấp tin tức của 20 người, chúng ta đã biết đến 14 người, tương đương với chỉ lấy được 6 người. Trên thực tế, Hoa Hạ vốn muốn công bố tin tức cửa vào vùng đất giả thú, sớm muộn gì nước ép cũng biết, chỉ là Hoa Hạ hứa hẹn tiết lộ cho nước ép trước 6 ngày, đổi lấy một phần danh sách 20 người cũng không tính là thua lỗ. Phải biết rằng, bình thường những siêu cường giả này đều là bí mật của các quốc gia, không đến thời khắc mấu chốt thì bọn họ sẽ không ra tay. Điền Phong xem hết bản danh sách, để tài liệu xuống, nói: "Ở bên vùng đất giả thú kia, chúng ta đã phái ra 10 người mạnh nhất đi thử 3 lần." hiện tại đã vượt qua 3 phần 4, dự tính xấu nhất là qua một tháng nữa chắc có thể thông quan vùng đất giả thú. Tiến triển của quốc gia khác chậm hơn chúng ta nhưng sẽ không chậm quá nhiều, không lâu sau có khả năng toàn cầu sẽ tiến vào tình huống cùng cạnh tranh. Tuy ở một mức độ nào đó liên minh quỹ tinh toàn cầu có quy tắc các quốc gia cạnh tranh, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ không phải tất cả mọi người sẽ làm việc theo điều lệ, cho nên sau khi mở ra thời đại kết nối toàn cầu, chúng ta chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ. Đám người vệ ưng nhẹ gật đầu, hiện tại quân đội rất coi trọng chuyện này, cũng coi là công việc trọng tâm. Đúng rồi, bên chiến trường thú thần thế nào? La Bình hỏi, chúng ta vẫn lo lắng quỷ tinh thăng cấp đến giai đoạn siêu phàm, chiến trường thú thần cũng sẽ xuất hiện một loại thay đổi nào đó. Hoa Thiên Thần nói, tạm thời không phát hiện điều khác thường nhưng bây giờ còn chưa thể kết luận. Vệ ưng nói, tiểu tổ nhiệm vụ đặc biệt của chúng ta đâu, Hoa Thiên Thần đáp, đã tìm được một chỗ khả nghi, có lẽ qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ quay về tiếp theo nhất định phải tăng tốc lên cấp cho bọn họ vì nhiệm vụ đặc thù lần này việc tu luyện quỷ tinh của bọn họ sẽ chậm trễ hơn một năm vệ ưng ngạc nhiên nói tìm được có thể xác định chưa hoa thiên thần lắc đầu còn chưa thế cần đoàn đội chiến thần đi xác minh nơi đó quá nguy hiểm với bọn họ vệ ưng gật đầu nhưng có vẻ tâm sự nặng nề la bình đột nhiên nghĩ đến điều gì đó cười nói không phải giang khải vẫn thương nhớ hai bằng hữu của hắn sao cuối cùng bọn họ đã quay về lại nói rất lâu không thấy giang khải tiểu lộ đâu lúc này lộ tuấn ngồi ở hàng sau giơ tay lên sau khi la bình thấy tiểu lộ có tình huống gì cứ nói thẳng không cần giơ tay đúng rồi tiểu lộ ngươi biết tình huống của giang khải không lần đầu tiên lộ tuấn tham gia loại hội nghị cấp bậc này hơi căng thẳng đứng bật dậy thân thể thẳng băng to rõ nói báo cáo. Gần đây có một đoạn thời gian rất dài ta không nghe thấy tin tức của Giang Khải, một tháng trước ta đến chủ thần công hội một lần, đám người hồ ngôn nói Giang Khải đi lịch luyện, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ hình như đang giấu giếm chuyện gì đó. Đám người hoa thiên thần, La Bình, Điền Phong, vệ ưng khẽ nhíu mày. Tuy Giang Khải không phải nhân viên trong biên chế quân đội, nhưng từ trước đến nay có liên hệ mật thiết với quân đội, cũng có quan hệ rất tốt với mấy người, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đám người tần phấn đâu? Đã nói gì chưa? Hoa thiên thần hỏi. Đám người tần phấn đã nhận phần thưởng giải đi săn lần trước, sau đó đi ra ngoài săn thú thần, cũng không nói Giang Khải đã đi đâu. Hoa thiên thần sờ mũi, nhíu mày, tiểu tử này, rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, nhưng mọi người cũng biết Giang Khải xuất quỷ nhập thần cũng không phải việc ngày một ngày hai, không tìm thấy người khác cũng rất bình thường. Đột nhiên, La Bình nhìn về phía Hoa Thiên Thần, trên bản danh sách của Billip có Giang Khải không? Hoa Thiên Thần lắc đầu, trong bản danh sách mà hắn cho chúng ta không có, lúc ấy ta còn cố ý hỏi hắn. Hắn nói đã có một đoàn thời gian hắn không thể biết được tình huống của Giang Khải, nhưng hắn còn nhắc đến một việc. Chuyện gì, nguyên văn lời nói của hắn là, đại chiến sắp đến, mặc kệ thực lực của Giang Khải như thế nào, hắn cũng sẽ đánh bại Giang Khải rửa sạch nhục nhã. Đại chiến sắp đến đại chiến gì? Điền Phong hỏi. Hoa Thiên Thần lắc đầu, hắn không nói. Điền Phong như có điều suy nghĩ, nói thầm, tên này còn giả vờ thần bí, nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận, dường như người đưa thư này có năng lực không cần đoán cũng biết một vài việc. 20 ngày sau, cuối cùng tiểu đội thăm dò Hoa Hạ đã đi qua vùng đất giả thú. Trong 10 tên cường giả này, người thật sự đứng trong bảng xếp hạng cường giả Hoa Hạ chỉ có một nửa, cũng giống như ba chiến thần hàng đầu hoa hạ, nhưng cũng có mấy người rất ít xuất hiện trước công chúng. Nhưng có thể đi qua vùng đất giả thú, điều này có nghĩa thực lực của đội ngũ này đã được tính là trần nhà hoa hạ. Sau khi bọn họ đi ra từ cửa vùng đất giả thú, nhìn núi rừng xanh biếc trước mặt nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cuối cùng đã đi ra. Ta ở trong quỷ tinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đông trốn tây nấp như thế hỏa thần một trong ba cường giả hàng đầu hoa hạ vẫn còn sợ hãi nói. Một nữ tử cực kỳ xinh đẹp lạnh lùng nói, vùng đất giả thú là sào huyệt giả thú, mười người còn muốn giải quyết sào huyệt giả thú. Không chết ở bên trong đã không tệ. Một nam tử trung niên đen đúa nói, hỏa thần, ngươi đừng nói như vậy, bên trong ngoại trừ rơi ra hơn 100 tấm vé vào cửa sinh mệnh chi tháp, còn có mấy món tài liệu siêu phàm bát giai, tuy còn chưa kiếm đủ nhưng, chức nghiệp siêu phàm bát giai đã sắp xuất hiện, một lão giả từ tốn nói, quỷ tinh sắp mở giai đoạn siêu phàm, cũng nên có siêu phàm bát giai. Ta chỉ tò mò, rốt cuộc sau siêu phàm bát giai còn có cảnh giới khác hay không? Nếu có vậy sẽ là cái gì? Sau khi nhắc đến siêu phàm bát giai, trong mắt 10 vị cường giả đỉnh cấp này đều lộ ra vẻ chờ đợi. Sau phàm nhân là siêu phàm, vậy sau siêu phàm thì sao? Rốt cuộc điểm cuối của chức nghiệp là gì? trong lòng mười cường giả hàng đầu ước mơ một lát một người lấy lại tinh thần nói còn kém xa lắm biết đâu tài liệu quan trọng ở sâu trong sào huyệt chúng ta vẫn chưa có thực lực tiến vào những nơi kia vẫn nên đi tìm hiểu trước xem nước láng giềng của chúng ta là ai nói xong mấy người đều chuẩn bị khởi hành chỉ có một người từ đầu đến cuối không tham gia thảo luận ngay cả việc đội ngũ bắt đầu xuất phát mà hắn ta cũng thờ ơ những người khác ngạc nhiên nhìn về phía người kia Hàng thần còn chờ cái gì nữa? Đi thôi. Có người kêu gọi Nam tử bị gọi là hàng thần thẻ cao mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi phương xa. Tiếp theo lông mày của hắn ta càng nhăn chặt hơn, dùng giọng điệu rất không chắc chắn nói với đồng bạn: Các ngươi xem giúp ta một chút, có phải ngọn núi cao trăm mét ở kia đang di chuyển không? Trải qua sự quan sát của mấy người, bọn họ đã xác định đằng xa không phải một ngọn núi mà là một con cự thú có hình thể vượt qua trăm mét cự thú có loại hình thể này chỉ có thủ vệ chi chủ mới đạt đến, nhưng rất hiển nhiên bọn họ không có khả năng triệu hồi ra thủ vệ chi chủ trong bản đồ mới này. Hàng thần trận to mắt nhìn con cự thú kia, trong miệng khẽ nói, ta đột nhiên cảm giác được, sau khi chúng ta đi qua vùng đất giả thú cấp 1 như là một con kiến chui ra mặt đất, thấy được thiên địa càng rộng lớn hơn, mấy người khác im lặng không nói, trong lòng bọn họ cũng có cảm xúc giống hàng thần. Theo trình độ nhân loại khai thác quỷ tinh không ngừng sâu hơn, cũng càng cảm giác được quỷ tinh còn cất giấu càng nhiều bí mật không muốn ai biết. Con bót cỡ lớn đằng xa rất có thể là một loại giả thú nào đó đẳng cấp cao hơn bót bản đồ, hỏa thần nhíu mày nói. Nói cách khác, vùng đất giả thú có lẽ chỉ là một loại, hạn chế. Chúng ta đi qua vùng đất giả thú, ngoại trừ có thể đến lãnh địa của quốc gia khác cũng có nghĩa phá vỡ loại hạn chế này. Giả thú cường đại hơn cùng nhau xuất hiện. Sau khi mấy người bàn bạc, quyết định lách qua con cự thú kia, thử tìm tin tức quốc gia lân cận, lập tức đi sâu vào rừng rậm. Trải qua nửa tháng thăm dò, tiểu đội thăm dò phát hiện khu vực bên ngoài vùng đất giả thú, giả thú nơi đó có thực lực rất mạnh. Giả thú bình thường đã vô cùng hiếm thấy, tinh anh có khắp mọi nơi. Đồng thời nơi này có một đặc điểm rất rõ rệt, sự phân bố giả thú đã không dựa theo, bản đồ, để phân chia. Ví dụ trước kia một tấm bản đồ chỉ có bốn con bót bản đồ, hiện tại tần suất xuất hiện rất cao, thỉnh thoảng có thể thấy một cự thú chiều cao đạt đến trăm mét trở lên. Ngoài ra, sau khi bọn họ lặn lội đường xa, cuối cùng đã tìm được một tấm bia đá của bản đồ. Điều đáng lưu ý là, chữ viết trên tấm bia đá lại không phải chữ Hán, mà là chữ Nhật. Manh mối này lập tức khiến tiểu đội thăm dò nhận ra, quốc gia trong khu vực hiện tại có khả năng cũng là đảo quốc. Vài ngày sau, cuối cùng tiểu đội thăm dò đã tìm được một khu an toàn, trải qua xác minh, đã xác nhận khu vực này chính là đảo quốc nhưng sau khi tiểu đội thăm dò hoa hạ phát hiện lãnh thổ đảo quốc, thành viên tiểu đội nhận được một lời nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng tiểu đội của ngươi phát hiện một nước láng giềng, hệ thống thưởng một phần tài liệu chuyển chức siêu phàm bát giai. Số người hoa hạ tham dự khốn thú ngược lao giảm 20. Một tầng bảo vệ bị phá vỡ, toàn cầu mở ra vĩnh hằng khốn thú ngược lao. Vĩnh hằng khốn thú ngược lao sẽ được tổ chức vào 100 ngày sau, các quốc gia điều động 300 người, ngầm thừa nhận 300 người đứng đầu bảng xếp hạng đẳng cấp, Cung cấp thì dựa theo thứ tự trước sau đạt được đẳng cấp hiện tại, tham gia, người tham gia có thể hưởng gia trì quốc hồn của bản quốc, không cách nào suy yếu đau đớn phải tiếp nhận trong khốn thú chi lao, hiệu quả chữa trị và khôi phục giảm xuống 90%, lại không cách nào tử vong. Đối thủ trong Vĩnh Hằng Khốn Thú Ngược Lao không cách nào thấy rõ thân phận thật của đối phương, có thể là người chơi nước khác, cũng có thể là giả thú. Người chơi tiến vào Vĩnh Hằng Khốn Thú Ngược Lao có thể bị người tiến vào sau thay thế nhưng đẳng cấp người thay thế không được thấp hơn người bị thay thế. Lúc có người hoàn thành bách liên thắng trong vĩnh hằng khốn thú ngược lao, vĩnh hằng khốn thú ngược lao kết thúc, đã hoàn thành đi qua vùng đất giả thú, tất cả giả thú về không? Hiện tại, các ngươi sẽ bị đưa về lãnh thổ quốc gia của mình, chỉ có vĩnh hằng khốn thú ngược lao kết thúc, giữa các quốc gia mới có thể tự do thông hành. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa kết thúc, tiểu đội thăm dò 10 người đột nhiên bị cưỡng chế truyền tống, tập thể quay về bên trong lãnh địa hoa hạ, nhìn khu an toàn cách đó không xa, trên mặt hỏa thần đầy vẻ hoảng sợ. Là khu an toàn khu 12. Chúng ta đều bị truyền tống về rồi. Nhanh, phải báo tin tức vừa rồi lên trên. Trên thực tế, lúc tiểu đội thăm dò nhận được nhắc nhở của hệ thống, người chơi toàn cầu cũng nhận được nhắc nhở. Trên diễn đàn quốc tế đã sớm sôi trào. Ta vẫn tưởng vùng đất giả thú cấp 1 là một loại giam cầm nào đó, không ngờ chúng ta đều nói sai, không phải giam cầm mà là một tầng bảo vệ. Chúng ta tự tay phá vỡ tầng bảo vệ này, vĩnh hằng khốn thú ngược lao tăng thêm thương thế, hiệu quả khôi phục giảm xuống, không thể tử vong. Nếu không ai thay thế, chẳng phải 300 người mạnh nhất bản quốc sẽ bị tra tấn vĩnh viễn sao, 100 người mạnh nhất các quốc gia đều bị kéo đến vĩnh hằng khốn thú ngược lao. Vậy, vậy chúng ta còn phát triển thế nào? Ngay lúc đó, các quốc gia đang gia tăng vượt qua vùng đất giả thú. Hoa hạ vì tìm được vị trí của đuyện tại, các quốc gia đều có suy nghĩ, đoán chừng muốn hoàn thành bách liên thắng trong vĩnh hằng khốn thú ngược lao rất khó khăn, phải thêm một người tương đương với hy sinh thêm một chiến lược đỉnh cấp. Quân đội Hoa Hạ tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thời gian một trăm ngày thật sự quá gấp gáp. Trong nhắc nhở của hệ thống có nói cần phải chọn ra ba trăm người tiến vào ngược lao, ba trăm người này chắc chắn phải nằm trong top ba trăm xếp hạng đẳng cấp các quốc gia, trừ khi có người bằng lòng thay thế người khác. Nhưng yêu cầu đẳng cấp người thay thế cũng rất cao, đẳng cấp không được thấp hơn người bị thay thế. Nhìn như vậy, dù lựa chọn thế nào, đánh đổi thế nào, Hoa Hạ đều không thể hy sinh 280 tên chiến thần đỉnh phong. Hiện tại số người đạt tới siêu phàm lục giai mắt cấp của chúng ta có 890 người, những người này đều là nhân tài nồng cốt của Hoa Hạ chúng ta. Động Soái nhíu chặt lông mày, trên mặt đầy vẻ buồn bực. Trong phòng họp, mọi người im lặng một lúc lâu, Động Soái thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Thiên thần, ngươi sắp xếp một chút, để người già yếu đi thôi trong lòng hoa thiên thần căng thẳng trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang động soái điều này chúng ta nếu chúng ta làm như thế có phải sẽ bị dân chúng mắng chết không động soái mỉm cười có gì để mắng nếu ngay cả ta cũng đi tất nhiên dân chúng không còn lời nào để nói ngài các tướng lĩnh đều khiếp sợ nhìn về phía động soái vẻ mặt động soái như thường dường như trong lòng đã sớm đưa ra quyết định điền phong vội nói ngài không thể đi Ngài là tổng phụ trách sự vụ quỷ tinh của chúng ta, Động Soái lạnh nhạt nói, nếu ta không đi làm sao yên lòng dân? Huống chi, từ xưa đến nay tướng lĩnh hoa hạ ta đều là xung phong đi đầu, ta là nguyên soái, ta không đi thì ai đi? Thấy mọi người còn muốn nói điều gì đó, Động Soái xua tay chặn lại, ra hiệu bọn họ đừng nói nữa. Siêu phàm Thất giai, một người cũng không chạy được, nhưng siêu phàm Lục giai còn thừa vị trí. Quỷ tinh vẫn đang không ngừng tăng độ khó nhưng cùng lúc cực hạn của chúng ta cũng đang không ngừng tăng lên. Lúc trước siêu phàm lục giai đã là cường giả hàng đầu, siêu phàm lục giai mắc cấp là sự theo đuổi cả đời của rất nhiều người, dù vậy người có thể đạt đến siêu phàm lục giai mắc cấp vẫn rất hiếm có, nhưng thời gian dần trôi qua, người xem hiện tại đã có rất nhiều người trẻ tuổi đột phá siêu phàm thất giai. Không phải tiểu đội thăm dò còn mang về một phần tài liệu võ đồ siêu phàm bát giai và một số tài liệu siêu phàm bát giai rải rác sao? Sắp có siêu phàm bát giai, động soái nói xong, mỉm cười, đám người chúng ta đều đã già dù muốn tiếp tục thăm dò quỷ tinh thăm dò chức nghiệp thăm dò bí ẩn chưa có lời đáp cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm nhưng người trẻ tuổi lại khác bọn họ có thể đạt tới độ cao càng cao hơn nữa la bình vội nói động xoái, nếu không có tiếng bối các thế hệ trước cố gắng đâu có thành tựu của người đến sau chúng ta chúng ta không thể để bọn họ đi gánh vác tất cả ngay lúc này ánh mắt động xoáy hơi có vẻ tan thương sau đó hắn ta mỉm cười có người đã từng hỏi ta ta còn có thể đánh được vương cấp sao, liêm pha già rồi, còn có thể ăn không? Không ai có thể ngăn cản con đường chinh phục quỷ tinh của hoa hạ ta, tuyệt đối không thể để người trẻ tuổi có tiềm lực ngừng bước không tiến, để những lão gia hỏa chúng ta lại gánh một phần trách nhiệm thì có làm sao, quyết định vậy đi. Nói xong, Đổng Soái trực tiếp đứng dậy rời khỏi hội trường. Vệ ưng đặt tài liệu trong tay xuống, dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên phần tài liệu vừa rồi có tên của hắn ta, không chỉ có tên của hắn ta, còn có rất nhiều cái tên mà hắn ta quen thuộc. Thấy những cái tên này cứ như thời gian quay ngược về quá khứ, khi đó hắn ta còn tuổi trẻ tài cao, hăng hái. Nhìn một chút, vệ ưng đột nhiên nở nụ cười. Thật không ngờ ta lại còn có hội lên chiến trường, đây đã bao nhiêu năm. Chỉ là, lão động cũng đi, nhưng cũng không trách được, quân đội làm ra quyết định như vậy, chắc chắn bách tính không hiểu được nếu hắn không đi rất dễ gây ra sự tức giận của dân chúng suy nghĩ vệ ưng lắc đầu không đúng chắc chắn hắn cũng cảm thấy một lúc trước còn đội trưởng hắn cũng là trưởng quỷ vung tay kết quả hết lần này đến lần khác lại bị bắt về quản lý sự vụ quỷ tinh vĩnh hằng khốn thú ngược lao trận chiến thú bị nhốt đang coi chúng ta là giả thú sao vệ ưng lắc đầu đúng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị người ta dùng sức đẩy ra lộ tuấn và tô lam lam lao vào vệ ưng thấy hai người này vội vàng cất tài liệu trên bàn lộ tuấn luôn chững chạc lúc này không chỉ không tuân theo quy củ xông vào văn phòng tướng quân hơn nữa vừa đi vào đã ép hỏi vệ ưng tướng quân trên danh sách có ngài không vệ ưng khẽ nhíu mày ngay cả báo cáo cũng không biết hô lên lộ tuấn và tô lam lam chạy đến trước bàn làm việc của vệ ưng vội nói tướng quân Người mau nói cho chúng ta biết trên danh sách có ngài không? Vốn vệ ưng muốn nói xong cũng tiện để bọn họ yên tâm, nhưng thấy ánh mắt vội vàng của hai người lại khẽ than thở, thay đổi ý tưởng. Hai hài tử này cũng đã trưởng thành, không thể nhìn bọn họ bằng ánh mắt nhìn hài tử. Có. Vệ ưng mỉm cười. Lộ Tuấn lập tức nóng nảy, khóc mắt tô lam lam cũng đỏ hoe xa bọn họ có thể như vậy. Lộ Tuấn nghẹn ngào nói, ngài làm bao nhiêu việc cho Hoa Hạ? lập xuống bao nhiêu chiến công không có ngài thì không có gian trung thành bọn họ biết rõ ngài bị thương ở chiến trường thú thần sao nhẫn tâm để ngài đến ngược lao vệ ưng chẳng biết tại sao hốc mắt cũng hơi ẩm ướt. hắn ta nhìn về phía hai thuộc hạ sắp xếp lại cảm xúc một chút nói tổ chức cần ta vậy ta đi không có nhiều vì sao như vậy huống chi đổng soái sắp đi ngay cả hắn cũng đi những người khác còn có lý do gì không đi Lộ Tuấn và Tô Lam Lam khó mà trả lời vấn đề của Vệ Ưng. Cũng như dự tính của Đổng Soái, nếu hắn ta không đi sẽ có không biết bao nhiêu người muốn phản đối quyết định của quân đội, nhưng chỉ cần hắn ta đi đã đủ khiến tất cả mọi người ngậm miệng, Vệ Ưng nhìn về phía hai người, ánh mắt trở nên ôn hòa. "Tiểu Lộ, Lam Lam, các ngươi đi theo ta cũng gần 10 năm, khi đó hai người các ngươi vẫn là tiểu tử mới lớn, cô nương mới lớn." dưới gối ta không có con cái nhưng ta đã sớm coi các ngươi là con của ta, trong chớp mắt đám tiểu gia hỏa các ngươi đã trưởng thành. Ta rất may mắn, các ngươi đứng ở cương vị của mình vẫn luôn trưởng thành, nếu không có các ngươi, một mình ta không quản lý được gian trung thành. Sau khi ta đi, các ngươi phải gánh vác việc gian trung thành, còn có tiểu hắc, hắn phải tổn thêm chút sức lực với bên phân bộ chiến thần điện, đừng cả ngày buồn bực không lên tiếng, không quản việc. Tướng quân, giọng lộ tuấn nghẹn ngào trung giọng nói ta ta ngài không thể đi đúng vào lúc này một người xông vào phòng tướng quân ta thay ngươi hắc thần xông vào văn phòng hung hãn nói vệ ưng mỉm cười vừa nhắc đến tiểu hắc thì tên này đã đến hắn ta đứng lên đi đến bên cạnh hắc thần vỗ vai hắc thần hài tử ngốc các ngươi mới là tương lai của hoa hạ chúng ta chúng ta đều là một vài lão già còn có thể tạo ra chút tác dụng vốn là việc không dám nghĩ đến ngươi còn muốn tranh với ta sao tướng quân để ta đi hắc thần kiên định nói mặc kệ ngài nói gì ta cũng không nghe dù sao ta nhất định phải thay thế ngài sắc mặt vệ ưng nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn làm loạn chiến trường thú thần không thể xảy ra vấn đề ngươi đi thì ai bảo vệ gian trung thành ngàn vạn dân chúng trong thành phải làm sao bây giờ ngươi thành thật dẫn dắt chiến thần điện cho ta dẫn dắt người thật tốt, trông coi chiến trường thú thần, ra. Ta cái gì ta, đây là mệnh lệnh. Ngươi không nghe mệnh lệnh của ta sao? Vệ ưng nghiêm khắc nói. Hắc thần là một đại lão gia, nước mắt lại đảo quanh trong vành mắt, tướng quân, trạng thái này của ngài, đi chính là muốn sống không được muốn chết không xong, sao ta có thể để ngài đi? Vệ ưng hừ lạnh một tiếng, ở trong mắt các ngươi, lão già ta đã bắt đầu sợ rắc rối rồi sao? Đừng nói nữa, ta sẽ không kháng lệnh, các ngươi cũng không thể kháng lệnh, đây chính là thiên chức của quân nhân, thấy dáng vẻ uất ức của ba người, vệ ưng lại hơi không đành lòng, thở dài một hơi. Lại nói, không phải nói không chết người sao, chịu chút đau đớn mà thôi, hoa hạ chúng ta đã có một phần tài liệu siêu phàm bát giai, bên quân đội quyết định chờ sau khi mở ra vĩnh hằng khốn thú ngược lao sẽ tập trung lực lượng bồi dưỡng một thiên tài, để hắn nhanh chóng tăng tới đẳng cấp siêu phàm bát giai. Biết đâu đến lúc đó, hắn có thể hoàn thành bách liên thắng, chỉ về một điểm này, bên hoa hạ thật sự có ưu thế nhất định. Còn chưa đến nửa tháng nữa là Vĩnh Hằng khốn thú ngược lao mở ra, vệ ưng nhớ ra điều gì đó lại nói với Lộ Tuấn. Giang Anh ở Kinh Thành thế nào, Lộ Tuấn buồn bã nhưng vẫn trả lời, bây giờ nàng và Trang Nghiêm đang nghiên cứu tài liệu quỷ tinh, cuộc sống vẫn bình thường. Vệ ưng gật đầu, tiểu tử Giang Lan kia đâu, có tin tức không, không có. Vệ ưng lắc đầu, nếu mày, tiểu tử này, trước kia dẫn theo đệ đệ muội muội còn làm việc đáng tin, sao sau khi đến quỷ tinh lại không thấy bóng dáng, quan tâm kỹ càng tin tức của hắn một chút, nếu bên kia cần giúp đỡ điều gì, lại trong tình huống không làm trái nguyên tắc thì có thể giúp đỡ, lộ tuấn gật đầu thật mạnh. Còn có người cuối cùng. Nhớ đến tên kia, veo mỉm cười lắc đầu, người khiến người ta không thể bớt lo nhất có lẽ vẫn là Giang Khải. Nhiều kẻ thù như vậy, bản thân lại không đủ chững chạc, luôn mạo hiểm, đến bây giờ cũng bắt đầu chơi mất tích, cũng đã hơn 9 tháng, ai, nói xong, vệ ưng quay người đi đến trước bàn làm việc của mình, mở ra ngăn kéo phía dưới cùng, lấy ra một tấm huy chương từ trong hòm sắt. Đây là một cái huy chương chiến thần điện nhưng khác với chiếc mà vệ ưng thường hay đeo, vì phía trên còn viết thêm bốn chữ nữa. Hoa hạ chi ưng, hắn ta lấy ra chiếc huy chương này, đưa đến trước mặt lộ tuấn, đặt huy chương vào trong tay lộ tuấn, Tiểu lộ, nếu Giang Khải hỏi tình hình của ta, cứ nói ta, ta không ở trong danh sách, đi xa nhà rồi. Tướng quân, vệ ưng nhíu mày, ra hiệu lộ tuấn làm theo ý mình. Thay ta chuyển tấm huy chương này cho hắn, vốn dĩ hài tử này cũng có một tấm lòng son nhưng có lẽ thổ thiếu thời chịu quá nhiều đau khổ, cho nên không dễ tin tưởng người khác. Thế nhưng hắn chắc chắn phải hiểu rõ, hoa hạ cần hắn. Vệ ưng như nhớ đến điều gì đó, bổ sung, tìm một cơ hội thích hợp, ví dụ như sinh nhật hắn gì đó đừng để hắn nghi ngờ nhớ chưa ta 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 đã biết vệ ưng hài lòng gật đầu thở dài một tiếng được ta tin tưởng năng lực của các ngươi cũng không cần đặc biệt nhắn nhủ điều gì nữa ta cũng phải dọn dẹp đồ đạc một chút đến hoa hạ thành báo danh vô tận luyện ngục lần này sống lại đã không biết là lần thứ mấy gian khải sống lại kiếm động cửu thiên của hắn tiến bộ thần tốc Hiện tại đã có thể hoàn mỹ khống chế trạng thái Thiên La của Thiên La Trảm Yêu Kiếm. Mấy vạn lần tử vong cũng khiến Giang Khải dần lĩnh ngộ được sự tồn tại của Nguyên Thần. Hiện tại, trong mỗi ba lần công kích, hắn đã có một lần có thể phát động công kích Nguyên Thần. Cũng như dự tính của Tam Kiếm Tiên Sinh, một khi Giang Khải đánh ra công kích Nguyên Thần thì có thể đột phá cơ chế giai đoạn bảo vệ của Boss. Phối hợp với trạng thái Thiên La, lúc Giang Khải bật lên toàn bộ kỹ năng, Lấy công kích nguyên thần có thể mục kích trực tiếp đánh bót từ trạng thái đến giai đoạn thứ ba cuối cùng. Sau lần sống lại này, Giang Khải nhìn thiên la trảm yêu kiếm trong tay, dựa vào nham thạch, tiền bối, ta đã chết mấy vạn lần, vẫn không thể làm đến mỗi một lần đều dùng ra công kích linh hồn. Trong thiên la trảm yêu kiếm truyền ra giọng nói của tam kiếm tiên sinh, ngươi đừng không biết đủ, nếu không phải ngươi tiến vào vô tận luyện ngục, ngươi phải chết mấy vạn lần mới có thể làm được điều này, nghĩ lại sẽ cần thời gian bao lâu. Giang Khải suy nghĩ cũng thấy có lý. Tuy hắn không thể tu luyện tăng thực lực ở vô tận luyện ngục, nhưng vô tận luyện ngục lại giúp hắn một ân lớn để kiếm động cử thiên của hắn càng cường đại hơn. Vậy ta lại tiếp tục. Giang Khải đang muốn đứng lên. Chờ chút. Tam kiếm tiên sinh đột nhiên gọi Giang Khải. Không cần luyện nữa, ngươi đã tử vong mấy vạn lần, thật ra đã đủ rồi. Hơn nữa còn là liên tục tử vong trong sự trợ giúp cảm ngộ của ngươi số lần tử vong càng lớn thì người càng khó có được không gian tiến bộ. à vậy chẳng phải ta chỉ có tỷ lệ một phần ba phát động ra công kích linh hồn muốn cảm ngộ được nguyên thần không chỉ có cảm giác với tử vong ngoài ra ngươi còn cần luyện tập nhiều hơn. tam kiếm tiên sinh nói giang khải cái hiểu cái không gật đầu nhưng tam kiếm tiên sinh đã nói không còn chỗ tăng lên nữa vậy là không còn tiếp theo ngươi có thể dùng địa diễm phối hợp với kiếm động cửu thiên, diệt những con bót này. Giang Khải trợn to mắt, 10 tháng qua tam kiếm tiên sinh vẫn không cho mình dùng địa diễm, chuyên tâm tinh tiến kiếm động cửu thiên, khiến hắn cũng quên mình còn có địa diễm. Lấy cường độ hỏa diễm của địa diễm, một khi đánh ra công kích linh hồn, hoàn toàn có khả năng đánh giết bót bản đồ, giết sạch con bót nơi này, có phải có thể đi ra hay không, không biết, ta chưa từng vào đây. Giang Khải gục đầu xuống, được, dù sao cứ giết trước đã. Lần này, cuối cùng Giang Khải không triệu hóa người phục chế nữa, hắn nhét tiểu hỗn cầu vào trong túi áo, đi về phía thú triều. Điều đáng nhắc đến là, tiểu hỗn cầu cũng đã trải qua mấy vạn lần tử vong, chết ở vô tận luyện ngục cũng không phải chết thật sự, cũng khác với sự tử vong ở quỷ tinh, càng giống là huyễn cảnh và hiện thực kết hợp, cho nên mỗi lần tiểu hỗn cầu đều có thể nhanh chóng sống lại. Lượng lớn kinh nghiệm tử vong khiến tiểu gia hỏa như cũng trở nên khác biệt. Đôi mắt của tên càng sáng ngời hơn trước kia, chớp động lên ánh sáng trí tuệ, thời gian nó kiên trì trong bầy thú cũng dài hơn lúc ban đầu rất nhiều. Hiện tại, có đôi khi Giang Khải chết rồi, tiểu hổng cầu vẫn chưa chết. Giang Khải nhất thiên la trảm yêu kiếm lên đi về phía thú triều, lần này, Giang Khải vừa phát động kiếm động cửu thiên, một ngọn lửa màu u lam lập tức bao bọc cả người Giang Khải, hơn nữa khác với lúc trước là ngọn lửa còn bao bọc cả thiên la trảm yêu kiếm, Giang Khải nhìn thiên la trảm yêu kiếm bốc lên ngọn lửa trong tay, khẽ than thở, cuối cùng ngươi đã tôi lửa trước đó tam kiếm tiên sinh vẫn không cho giang khải dùng địa diễm lúc phát động kiếm động cửu thiên địa diễm vẫn không thể tôi lửa thiên la trảm yêu kiếm nhưng lần này cuối cùng đã thành công tôi lửa giang khải nhìn thoáng qua thú triều tới gần sau đó chậm rãi nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận trạng thái thiên la một lúc sau giang khải mở mắt khẽ quát một tiếng ngay lúc này xuất kiếm trong thiên địa hỗn loạn một đạo kiếm khí u lam như là một thanh loan đao đánh thẳng về phía đàn thú trong nháy mắt quét ngang qua trong bầy thú những nơi kiếm khí đi qua lập tức bị ngọn lửa màu xanh nhóm lửa, trong nháy mắt thú triều biến thành một mảnh màu xanh, đây chính là uy lực của địa diễm. Giang Khải trợn to mắt, bản thân cũng hơi không dám tin tưởng. Một kiếm qua đi, thể lực của Giang Khải hao hết quỳ một chân trên mặt đất, sau đó không lâu đã bị giả thú vây tới xé thành mảnh nhỏ. Sau khi sống lại, Giang Khải hoàn toàn quên sự đau đớn và thảm trạng vừa tử vong, bất ngờ nói, công kích linh hồn phối hợp với địa diễm đúng là hủy thiên diệt địa một kiếm vừa rồi giết ít nhất 10 con bót. Trước kia, một ngày Giang Khải chết hơn trăm lần chỉ có thể giết mười mấy con bót, nhưng bây giờ một lần hắn có thể giết 10 con. Nếu như vòng quay vận mệnh lại ra một số loại kết quả khôi phục, để Giang Khải có cơ hội vung ra kiếm thứ hai, con số này còn tăng lên gấp mấy lần. Dù sao lần thứ nhất ra kiếm, chết là số ít, phần lớn vẫn là trọng thương, nếu có thể đánh thêm một kiếm thì có thể giết thêm mấy con. Đúng vào lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên chui ra từ trong túi Giang Khải, leo đến trên vai Giang Khải, kêu lên chi chi chi. Giang Khải nhìn Tiểu Hỗn Cầu hoa chân múa tay một chút, nhíu mày nói, "Ngươi nói là sau khi ta phát động kiếm động cửu thiên một lần, ngươi chữa thương giúp ta, để ta đánh ra kiếm thứ hai?" Tiểu Hỗn Cầu vội vàng gật đầu. "Không được, ta chỉ cần phát động kiếm động cửu thiên sẽ tiêu hao tất cả năng lượng, sau khi sử dụng không cách nào dùng bất kỳ kỹ năng gì, ngươi xác định có thể giúp ta khôi phục." Tiểu Hỗn Cầu gật đầu chắc chắn. Giang Khải lập tức trợn to mắt, "Năng lực khôi phục của Tiểu Hỗn Cầu đã mạnh lên sao?" Trong trận chiến trước đó, nó cũng không thể hiện ra năng lực khôi phục khủng bố như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu tiểu hỗn cầu có thể giúp mình khôi phục trạng thái, đảm bảo mình có thể chém gia kiếm động cửu thiên thứ hai, vậy hiệu suất của hắn sẽ tăng lên gấp bội, mặc kệ nói thế nào đều đáng để thử. Được, vậy chúng ta liên thủ. Nhưng công kích hai lần nhất định phải có một lần công kích linh hồn, nếu không vẫn giết không chết. Tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ nó hiểu hết. Lần thứ hai, sau khi Giang Khải đánh ra một cái kiếm động cửu thiên lại không ra công kích linh hồn. Lúc này, tiểu hỗn cầu kêu lên vài tiếng, sau đó Giang Khải đột nhiên cảm giác năng lượng mà mình vừa sử dụng như lập tức quay về thân thể. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cách khôi phục của tiểu hỗn cầu là hoàn toàn khôi phục năng lượng sử dụng lần trước, Giang Khải vô cùng khiếp sợ. Chẳng trách trước đó tiểu hỗn cầu không thể hiện ra năng lực khôi phục mạnh đến mức nào, bây giờ lại có thể hoàn mỹ khôi phục thuộc tính khủng bố của mình, bởi vì mình rõ ràng chỉ dùng một chiêu, khá lắm, kỹ năng này của ngươi và kiếm động cửu thiên của ta thật sự là tuyệt phối. Giang Khải vui mừng nói. Ngay sau đó, hắn lại vung ra một kiếm. Đáng tiếc, kiếm thứ hai vẫn không phát động công kích linh hồn, Giang Khải và Tiểu Hỗn Cầu đều ôm hận mà kết thúc. Nhưng có kinh nghiệm của lần phối hợp thành công này, Giang Khải lại thử lần thứ ba, hai kiếm miễu sát hơn 40 con bót, ha ha, xong rồi. Tiểu Hỗn Cầu chúng ta sắp được đi ra ngoài. Giang Khải hưng phấn kêu to. Giang Khải và tiểu hỗn cầu phối hợp hoàn mỹ, tăng thêm rất nhiều hiệu suất công việc cho Giang Khải. Bốn tháng sau, Giang Khải lại sống lại, nhìn thấy cảnh tượng long trời lở đất xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã giết sạch, bốn tháng này, bình quân mỗi lần Giang Khải tử vong có thể đánh giết 20 con. Sau khi sử dụng kiếm động cửu thiên, tốc độ tử vong của Giang Khải tăng lên, một ngày phải tử vong 300 lần, một ngày như vậy có thể giết 6.000 con bót, hơn 100 ngày hắn giết ít nhất 700.000 con bót. Lúc vô tận luyện ngục không còn giả thú đếm không hết, Giang Khải đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh vô tận luyện ngục cũng không kém như vậy. Trời đất tràn ngập ngọn lửa màu xanh khiến hắn có một loại cảm giác thân thiết, tuy toàn bộ vô tận luyện ngục hỗn loạn nhưng không ai đến làm phiền hắn. Trong quá trình đánh giết bót này, Giang Khải cũng thử tìm lối ra. Phạm vi của vô tận luyện ngục không nhỏ nhưng Giang Khải đã thăm dò nơi này hơn một năm, trong lòng có sự hiểu biết rõ ràng với phạm vi của vô tận luyện ngục. Hơn một năm qua cũng không tìm được lối ra, Giang Khải lắc đầu, di chuyển giữa đám nham thạch to lớn rối loạn. Nhưng cũng phát hiện được một số hang động, hiện tại cũng không có bót cần vết, đi kiểm tra từng cái xem sao. Giang Khải nhìn đồng hồ của mình, trước đó đánh nhau gặp được một cái hang động khá lớn đã được đánh dấu trên đồng hồ. Sau khi đi một vòng, cuối cùng Giang Khải đã phát hiện một cánh cửa ánh sáng ở trong hang động lớn nhất là lối ra. Giang Khải hơi kích động, cuối cùng hắn đã sắp đi ra ngoài, điều khiến Giang Khải bất ngờ là, trước cửa ánh sáng không xa lại còn có một cái bảo rương, dù sao nhàm chán, Giang Khải liền mở bảo rương ra xem. Trong bảo rương có tất cả 20 phần tài liệu chức nghiệp, trên cơ bản đều là tài liệu chức nghiệp đỉnh cấp. Tử quỷ siêu phàm ngũ giai, thầy phong thủy siêu phàm ngũ giai, võ đồ siêu phàm thất giai, binh lính siêu phàm thất giai, thầy lang siêu phàm lục giai. Không chỉ như thế, nơi này còn rơi ra ba phần tài liệu một phần là tài liệu võ đồ siêu phàm bát giai hai phần khác là tài liệu mỹ thực gia siêu phàm ngũ giai và siêu phàm lục giai đệt mờ tài liệu siêu phàm bát giai còn có tài liệu chuyển chức siêu phàm mỹ thực gia hơn nữa một lần có siêu phàm lục giai suy nghĩ giang khải nói thầm trước tiên để tài liệu mỹ thực gia trong công hội một chút đi dù sao công hội chúng ta cũng có mỹ thực gia còn có võ đồ siêu phàm bát giai tốt nhất là bán đi gần đây rất thiếu tiền ngoại trừ một nhóm tài liệu chuyển chức đỉnh cấp này giang khải còn phát hiện một bản sách kỹ năng bất khuất chi nhận kỹ năng chức nghiệp khổ hành tăng hả ta không thể học sao đúng có thể cho vong trần ngoại trừ sách kỹ năng còn có hai thanh loan đao hình như cùng bộ với kỹ năng kia cũng đưa cho vong trần đi dù sao nếu không phải hắn thì ta cũng không có cơ hội tìm được những bảo vật này giang khải vừa nói vừa thu hồi bảo vật trong bảo trương trong rương còn có một số khoáng thạch, một số thiên thư tàn trang tam giai, 200 phần tinh huyết kết tinh biến dị, Giang Khải thu lại những thứ hữu dụng và vô dụng này lại, đây đều là tiền. Lúc Giang Khải gần như chuyển sạch bảo vật ở trong bảo trương, đột nhiên phát hiện một viên bảo thạch toàn thân mượt mà, căn bản không giống những khoáng thạch hình thù kỳ quái khác, hơn nữa sau khi cầm lấy khối bảo thạch này còn hơi tản ra cảm giác ấm áp. Ngay lúc Giang Khải nghi ngờ, rốt cuộc tảng đá này là cái gì, tảng đã trong tay Giang Khải rung lên nhẹ nhẹ, sau đó một tia sáng bạc chui ra từ trong viên đá. Trước cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện thân thể hùng tráng của Phủ Nam, hắn ta vô cùng hung dữ nhìn chầm chầm Giang Khải. Không có khả năng, ngươi, ngươi lại giết sạch giả thú ở nơi này, lại gặp Phủ Nam, Giang Khải hơi hiếp mắt lại. Không giết sạch chẳng lẽ thật sự bị nhốt chết ở chỗ này, vẻ hoảng sợ trên mặt Phủ Nam không bớt đi chút nào, Vô tận luyện ngục với khổ hành tăng là để bọn họ rèn luyện ý chí của mình trong hoàn cảnh cực đoan này, lại cảm ngộ sự tồn tại của nguyên thần trong việc lần lượt tử vong, còn ngươi, vốn đã không cách nào rời khỏi vô tận luyện ngục, Giang Khải nhìn tảng đá trong tay một chút, lại nhìn Phủ Nam, nếu mày nói, không phải ngươi tồn tại ở trong viên đá này chứ. Lần này, khí thế của Phủ Nam đã yếu đi rất nhiều. Ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Giang Khải cười lạnh một tiếng kỹ năng diễn của phủ nam vụng về như thế rõ ràng đang thừa nhận suy đoán của giang khải không phải nếu ta đập nát tảng đá này ngươi cũng không chịu ảnh hưởng gì đúng không ngươi điên rồi sao ngươi ngươi đang bình thường tại sao phải phá hủy một tảng đá giang khải biểu môi không có cách nào tiền quá nhiều ta lại thích lãng phí nói xong giang khải đặt viên đá kia xuống dưới đất rút ra trảm yêu kiếm nhắm thẳng vào tảng đá khẽ quát một tiếng nát cho ta, chờ chút. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phủ Nam hô to một tiếng, tiểu tử thối, ngươi đừng đập, thấy Giang Khải nhìn mình, Phủ Nam chỉ có thể cố kìm cơn giận, nói, viên đá kia là chỗ ta cất giấu phần nguyên thần này trước đó, ngươi phá hủy nó thì ta cũng không còn chỗ ẩn thân nữa. Giang Khải mỉm cười, thu hồi trảm yêu kiếm, nói sớm đi, lại nói, nếu không phải mạng ta cứng rắn, cũng đã bị ngươi hại chết không biết bao nhiêu lần, ngươi nói phải tính toán khoản nợ này thế nào, ta, ta chỉ muốn vong trần bỏ xuống sự thương hại trong lòng, chỉ có vậy hắn mới có thể trở nên mạnh hơn, Giang Khải nhìn Phủ Nam một chút, vong trần từng nói hắn không thích sống trong thù hận, nếu ngươi còn muốn sống thì đồng ý với ta, từ nay về sau đừng vi phạm mong muốn của vong trần, đôi mắt. Phủ Nam nhìn chầm chầm Giang Khải, dường như muốn nuốt hắn. Giang Khải không hề sợ hãi, mắt không chớp nhìn thẳng vào đối phương. Đôi bên giằng co một lát, cuối cùng Phủ Nam nhìn tảng đá trong tay Giang Khải, cuối cùng vẫn thua trận. Ta chưa từng muốn hại vong Trần, ta chỉ hy vọng vong Trần trở nên càng mạnh hơn. Giang Khải lạnh lùng đáp, có rất nhiều cách để mạnh lên, không cần thiết phải lựa chọn cách nhận được sự công nhận của ngươi, ta nghĩ, chắc ngươi có thể cảm nhận được sống trong thù hận sẽ đau khổ đến mức nào. Câu nói sau cùng của Giang Khải như đánh vào tim Phủ Nam ngay cả hận ý trong mắt hắn ta cũng mất đi một chút một lúc lâu sau cuối cùng phủ nam mở miệng được ta ta đồng ý với ngươi ngươi đã lấy được đá nguyên thần của ta ta muốn không đồng ý cũng không được lúc này giang khải mới gật đầu thật ra đối với vong trần mà nói tu la kính chắc chắn là thần khí tu luyện cũng ví dụ như vô tận luyện ngục hắn ta tu luyện ở chỗ này chắc chắn sẽ có hiệu quả tu luyện rất xuất sắc Vốn Giang Khải còn lo lắng sau này vong trần có bị tên này ảnh hưởng nữa không, nhưng hiện tại hắn đã nắm lấy mệnh mạch của Phủ Nam vậy không cần lo lắng nữa. Đến lúc đó đưa tảng đá này cho vong trần, hắn ta sẽ dần thoát khỏi thù hận. Đúng rồi, người nói nơi này có thứ cần thiết cho ngỗ nghịch giả, là cái gì? Giang Khải đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hỏi. Phủ Nam hừ lạnh một tiếng, kết cục của việc làm trái thiên địa, chắc chắn là muốn sống không được muốn chết không xong, lúc này Giang Khải mới hiểu được, thỉ ra Phủ Nam đang chỉ việc vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, vậy mà hắn còn tưởng nơi này còn có bảo bối mà mình cần. Ngươi làm thế nào biết ta là ngỗ nghịch giả? Giang Khải hỏi. Phủ Nam hừ lạnh một tiếng, vì ta chỉ có một nguyên thần nhưng ta đã chia ra nguyên thần cất giữ trong đá nguyên thần, cho dù trải qua không biết bao nhiêu năm nhưng nói một cách tương đối, trí nhớ càng hoàn chỉnh hơn với việc gửi nguyên thân vào ngoại vật. Lấy cảnh giới của ta, nhận ra đẳng cấp của ngươi cũng không khó, chỉ là ta vốn tưởng thiên khiển mổ nghịch giả không tồn tại, không ngờ lại bị ta gặp được. Giang Khải nhớ đến người chỉ dẫn mình, tên kia nói trước kia chưa từng có ai lựa chọn con đường thiên khiển. Về điểm này lại phù hợp với lời nói của Phủ Nam. Chỉ có điều, giữa Phủ Nam, Tam kiếm tiên sinh, tiền bối dân cờ bạc như có liên quan với truyền thuyết thiên khiển chức nghiệp, cũng chính vì nguyên nhân vậy nên tiền bối dân cờ bạc mới có thể tìm được tài liệu chuyển chức phủ nam và tam kiếm tiên sinh mới có thể nhận ra chức nghiệp của mình vậy rốt cuộc thiên khiển chức nghiệp là sự tồn tại gì ở thời đại chúng thần tụ tập kia ngay lúc giang khải đang muốn tiếp tục hỏi thăm bóng dáng phủ nam đã trở nên càng ngày càng mờ nhạt hắn ta đột nhiên xoay người nhường ra cánh cửa ánh sáng sau lưng ngươi lại lấy thực lực siêu phàm lục dai đánh xuyên qua vô tận luyện ngục chỉ một điểm này đã khiến ta thấy rất bội phục ngươi bằng lòng tiến vào vô tận luyện ngục vì vong trần ngươi không giống những bằng hữu đã từng phản bội ta. Hy vọng ngươi giao đá nguyên thần của ta cho vong trần, nguyên thần của ta đã không còn lại nhiều lắm, có lẽ thời gian giúp đỡ vong trần cũng không nhiều. Giang Khải thấy trạng thái của Phủ Nam không tốt lắm chắc thật sự không có bao nhiêu thời gian, hắn không làm tốn thời gian của Phủ Nam nữa. Im lặng một lát, Giang Khải nhẹ gật đầu, ta sẽ giao cho hắn nhưng ngươi đừng quên đã đồng ý với ta, nói xong, Giang Khải đi về phía cửa ánh sáng. Lúc Giang Khải đi đến bên cạnh Phủ Nam, hắn đột nhiên nghe được phủ nam nói một câu này với mình tiểu tử ngươi đi một con đường chưa có ai thử chắc chắn con đường này sẽ rất khó khăn nhưng cũng có lẽ chỉ có ngươi có hy vọng làm được điều này lúc giang khải ngạc nhiên quay người lại phát hiện phủ nam đã biến mất ở nơi đó viên đá trong tay hắn lại hơi tản ra ánh sáng bạc sau khi rời khỏi cửa ánh sáng giang khải phát hiện mình bị truyền tống đến một khu vực xa lạ đệt mờ đây là đâu giang khải mờ mịt nhìn quanh đúng vào lúc này đá nguyên thần phủ nam hơi sáng lên một giọng nói yếu ớt nói đây là thành chính ở thời đại chúng ta nhưng hiện tại đã biến thành một cánh rừng thời đại của các ngươi phủ nam không tiếp tục đề tài này nói ta sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về thánh thành cũng chính là di tích mà vong trần dẫn các ngươi tìm đến con đường sau đó dù sao ngươi cũng đã biết đi giang khải hỏi có xa không không xa đi ba bốn ngày là đến nguyên thần của ta sắp tan hết làm ơn chắc chắn đưa tay đến tay vong trần, ngươi cứ đi theo hướng ta chỉ là được. Giang Khải lấy ra đá nguyên thần, trong tay cảm ứng đá nguyên thần có xu hướng di chuyển về hướng Tây Bắc, bản thân cứ đi theo phương hướng này là được. Trong lòng Giang Khải tính toán, cần 3-4 ngày đến di tích Thánh Thành, từ di tích Thánh Thành lại đến khu 18 cần nửa tháng, trên đường đi phải tốn 20 ngày. Quỷ tinh thật sự to lớn. Giang Khải than thở lắc đầu, hắn nhìn vị trí một chút vừa rồi mình đi ra từ nơi này. Cửa vào đã không có, có lẽ sau này mình sẽ không thể tiến vào vô tận luyện ngục được nữa. Hắn bị nhốt trong vô tận luyện ngục một năm lẻ một tháng, hơn một năm, chiếm một phần ba thời gian của ta ở quỷ tinh. Giang Khải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Giang Khải tốn thời gian một năm lẻ một tháng ở vô tận luyện ngục, tử vong gần 10 vạn lần, đánh chết 70 vạn con bót bản đồ. Đẳng cấp không tăng lên một cấp nào, càng không đột phá chức nghiệp nhưng hắn không chỉ cường hóa địa diễm và kiếm động cửu thiên hơn nữa còn nắm giữ công tích nguyên thần thế cục quỷ tinh thay đổi trong nháy mắt mình không ở đây thời gian hơn một năm không biết toàn cầu đã xuất hiện bao nhiêu sự thay đổi hiếp sâu một hơi giang khải hiểu mình lại phải lên đường hắn lập tức khởi hành đi về phía di tích thánh thành trên đường đi giang khải muốn xem tam kiếm tiên sinh có phản ứng hay không nếu lão chu có thể gặp tam kiếm tiên sinh chắc chắn sẽ tiếp động hỏng nhưng điều kỳ quái là sau khi rời khỏi vô tận luyện ngục, Tam Kiếm Tiên Sinh chưa từng nói chuyện, dù Giang Khải có kêu gọi hắn ta thì hắn ta cũng không có phản ứng. Không chỉ Tam Kiếm Tiên Sinh, ngay cả Phủ Nam cũng suy yếu hơn lúc ở trong vô tận luyện ngục, chẳng lẽ chỉ có trong hoàn cảnh hư huyễn của vô tận luyện ngục thì nguyên thần mới dồi dào. Giang Khải cũng không biết được, tóm lại về hoa hạ trước. Vĩnh Hằng khốn thú ngược lao đã mở ra gần 2 tháng, bên hoa hạ do động soái dẫn đội, dẫn theo 280 tên nhân viên đẳng cấp đỉnh phong hoa hạ tiến vào ngược lao. Không biết được vị trí của ngược lao nhưng giữa vô tận thâm uyên và sinh mệnh chi tháp xuất hiện một tòa bia đá. Trên tấm bia đá của các quốc gia có thể biểu hiện tình huống chiến đấu và tình huống cá nhân của nhân viên tham gia ngược lao. Vì bên hoa hạ đều phái ra nhân viên già yếu, chiến tích của 280 người hoa hạ chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Hiện tại vẫn chưa có ai vượt qua 30 liên thăng, trong số đó còn bao gồm cường giả siêu phàm thất giai, có hơn 10 cường giả siêu phàm thất giai may mắn đi ra từ trong Ngược Lao. Sở dĩ bọn họ có thể đi ra còn phải cảm ơn xã hội vô cùng cố gắng. Quân đội trải qua nhiều lần thảo luận, cuối cùng quyết định sau khi Ngược Lao mở ra sẽ để một số người chơi siêu phàm lục giai mắt già yếu hoàn thành chuyển chức, thay thế cường giả siêu phàm thất giai trẻ tuổi, lúc này bọn họ mới có cơ hội rời khỏi Ngược Lao. Lúc đó, quân đội đã giải thích, người còn quan trọng hơn tài liệu chuyển chức vì vậy không tiếc lãng phí tài liệu siêu phàm thất giai trân quý, cũng muốn cứu người ra ngoài. Quân đội gần như không còn hàng tồn kho gì, vẫn là các công hội lớn, thế lực liên minh cổ võ tập trung tài liệu siêu phàm thất giai, lúc này mới kiếm ra 12 phần cứu 12 tên cường giả siêu phàm thất giai ra. Ngoài ra, bọn họ không để ý đến mệnh lệnh của động soái để một tên lão tướng lĩnh siêu phàm lục giai mắc cấp cứu động soái ra khỏi ngược lao. Quyết định này do ba nguyên soái khác cùng quyết định, Tuy động soái đã lớn tuổi nhưng vẫn phụ trách sự vụ quỷ tinh, hoa hạ không thể để hắn ta bị nhốt trong ngược lao. Nhưng người ở lại trong ngược lao lại có vận mệnh rất bi thảm. Bùi Dũng, võ đồ siêu phàm lục giai cấp 20, siêu phàm chức nghiệp kiếm hiệp, liên thắng cao nhất hai trận. Liên thắng hiện tại, không trận. Kiểm tra trạng thái hiện tại của người này, hộ giáp hoàn toàn hư hao, hạng mức thể lực cao nhất giảm xuống 40%, cánh tay phải tàn khuyết, bắp chân trái bị thiếu, Chiến tích hôm nay, chiến bại. Lưu Chấn Đông, binh lính siêu phàm lục giai cấp 20, siêu phàm chức nghiệp thiết huyết, liên thắng cao nhất 3 trận. Liên thắng hiện tại, 1 trận. Kiểm tra trạng thái hiện tại của người này, hộ giáp hoàn toàn hư hao, hạng mức thể lực cao nhất giảm xuống 60%, phần eo có một vết thương trí mạng, hai chân không cách nào đứng thẳng, phổi tổn thương. Chiến tích hôm nay, thắng lợi. Trước bảng Ngược Lao rất nhiều người đều đang kiểm tra thông tin hiện tại của những người mình quan tâm. Ở ngược lao, hiệu quả khôi phục cực kém, lúc trước một hai ngày có thể khôi phục thương thế, cần hơn 10 ngày mới có thể khôi phục, chứ đừng nói đến những tổn thương vĩnh cửu nhất định phải đăng xuất mới có thể khôi phục, lại không cách nào nhận được khôi phục ở chỗ này. Mặc kệ thương thế nặng đến mức nào, mỗi ngày nhất định phải đánh ít nhất một trận. Mấu chốt nhất là, nơi này là vĩnh hằng khốn thú ngược lao, nói cách khác trừ khi có người thay thế bọn họ, nếu không bọn họ sẽ bị nhốt bên trong mãi. Có thể nghĩ tình huống của người bị nhốt trong ngược lao tồi tệ đến mức nào, trong lòng bọn họ tuyệt vọng bao nhiêu. Ánh mắt lộ tuấn, hắc thần, Tô Lam Lam vẫn nhìn chầm chầm tên một người trên bản danh sách. Vệ ưng, võ đồ siêu phàm lục giai cấp 20, siêu phàm chức nghiệp, chiến thần, liên thắng cao nhất 4 trận. Liên thắng hiện tại, không trận. Kiểm tra trạng thái hiện tại của người này, hộ giáp hoàn toàn hư hao, hạn mức thể lực cao nhất giảm xuống 78%, bụng, ngực, phần eo, tất cả có 12 vết thương trí mạng, đùi phải bị thiếu, hai mắt mù. Chiến tích hôm nay, chiến bại. Thấy hai chữ cuối cùng, nước mắt của Tô Lam Lam không nhịn được rơi xuống. Lộ Tuấn nhìn lão Lý một chút, bản thân muốn an ủi vài câu nhưng vừa mở miệng đã phát hiện không nói ra lời, cổ họng nghẹn lại, nếu mở miệng e rằng sẽ bật khóc. Cả đời tướng quân Vinh dịu lại rơi vào kết quả như vậy, sao không khiến người ta đau lòng nhức ốc nhưng nhìn chung bản danh sách này bên trên có ai không phải có chiến công hiển hách đã từng xông pha khói lửa vì bảo vệ hoa hạ nhưng hôm nay bọn họ lại bị nhốt trong khốn thú ngược lao chịu đựng vô tận tra tấn cũng không phải tất cả quốc gia đều áp dụng kế hoạch giống hoa hạ đảo quốc chính là một trong số đó bọn họ phái ra toàn tinh nhuệ trên diễn đàn quốc tế quỷ tinh bài post của người chơi đảo quốc rất hóc quân đội chúng ta quả nhiên lợi hại biết rất nhiều quốc gia sẽ phái ra người tuổi già, không có lực chiến đấu gì tiến vào ngược lao, thế là chúng ta làm ngược lại phát ra đội quân tinh nhuệ. Hiện tại người liên thắng cao nhất của chúng ta đã đạt tới 32 trận, nghe nói đám lão già hoa hạ kia, liên thắng cao nhất chỉ 10 trận, còn chạy đến lãnh thổ đảo quốc chúng ta diễu võ dương oai, hiện tại thật thoải mái. Ta đoán bên trong còn có giả thú cường đại, nếu không dựa vào thực lực cường giả bên chúng ta hoàn toàn có thể nghiền ép các quốc gia khác, lấy 100 liên thắng không hề có vấn đề sau khi những lão già kia quay về càng phế vật hơn theo ý ta hoa hạ nước e nước C gì đó phái ra những rác rưởi này đi góp cho đủ số kia thấy đảo quốc chúng ta cứ trực tiếp nhận thua là được tránh phải chịu khổ đối mặt với lời mỉa mai của các người chơi đảo quốc rất nhiều người chơi phái ra lão binh lập tức liên hợp lại cùng khởi xướng khẩu chiến đáng tiếc khẩu chiến là khẩu chiến trên mạng có ồn ào hơn cũng không thay đổi được việc các lão binh vẫn chịu đựng sự tra tấn vô tận nửa tháng sau cuối cùng Giang Khải đã về khu 18. Tuy nói vô tận luyện ngục là không gian nửa hư cấu nhưng thời gian vẫn trôi qua như thường, trong thời gian hơn một năm này, tóc của Giang Khải đã dài ra, trên môi cũng mọc ra chút râu. Lúc hắn đi vào chủ thần công hội, đang chuẩn bị tiến vào trụ sở lại bị mấy khuôn mặt mới ở cửa chặn lại. Một nữ hai tuổi còn nhỏ trong số đó cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Giang Khải, vậy cũng quá không chú trọng vẻ ngoài đi, này, thật xin lỗi tiên sinh, nếu ngươi muốn gia nhập chủ thần công hội thì đến bên cạnh xin đi, không phải hội viên của chúng ta thì không thể tiến vào trụ sở. Giang Khải nhíu mày, từ lúc nào chủ thần lại có yêu cầu nghiêm khắc như thế, chờ chút, hình như mình là hội trưởng mà, cũng được, vừa nhìn mấy người trẻ tuổi này cũng biết đều là người mới, mình căn bản chưa từng gặp, không biết mình cũng bình thường. Ách, à, Thi Thi có ở đây không, Thi Thi? Thi Thi nào? Nữ hài cao mày hỏi. Hà Thi Thi, Hà Thi, nữ hài đột nhiên trợn to mắt. Ngươi nói phó hội trưởng của chúng ta đúng. Ngươi, ngươi quen biết phó hội trưởng của chúng ta? Không thể nào, người quen biết của phó hội trưởng chúng ta không có khả năng có người như ngươi. Nữ hài lùi lại nửa bước, thân thể nghiêng ra sau lại đánh giá Giang Khải. Ngoại trừ nhếch nhắc thì chỉ có vẻ bình thường, không có gì lạ. Tiểu Nha Đầu, ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài. Giang Khải lời lẽ thấm thía nói, làm phiền ngươi gọi nàng đi ra, nếu nàng không ở đây, gọi Hồ Ngôn, Nguyễn Ngữ, Triệu Thiết Toàn, tóm lại, tùy tiện gọi một nguyên lão là được. Những người này đều do mình đưa vào, tất nhiên sẽ biết mình. Ây, mặc dù nữ hài kia hơi ghét bỏ Giang Khải nhưng cũng làm trọn phận sự, suy nghĩ rồi nói, vậy ngươi chờ chút, ta đi gọi người đến. Không lâu sau, nữ hài dẫn theo một nam tử đi ra. Đinh thần, người này nói hắn là bằng hữu của Hà hội trưởng. Giang Khải nhíu mày nhìn người mà nữ hài dẫn ra, hơi quen mặt, gọi là gì nhỉ? Người tới chính là Đinh Kiếm, thầy Phong Thủy, coi hồ ngôn là thần tượng, từng theo đám người Giang Khải tham gia bóc chiến, lúc ấy hắn ta còn nhận chức tiểu đội trưởng. Đinh Kiếm cao mày nhìn về phía Giang Khải, hắn ta cũng cảm thấy đối phương khá quen, tiểu huynh đệ, ngươi là. Giang Khải lắc đầu, ta là Giang Khải. Tiểu cô nương người mới bên cạnh lập tức không nhịn được, cười ra tiếng. Ha ha ha, ngươi còn gian khải, ngươi nói ngươi là hội trưởng chủ thần chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không biết hội trưởng của chúng ta đã bị hại rồi sao? Bị hại? Giang Khải trợn to mắt, không đến mức đó chứ. Ngươi cũng không biết chuyện này. Hắn có rất nhiều kẻ thù, nghe nói bị người ta nhốt lại. Giang Khải thở dài một hơi, đúng là hắn bị nhốt nhưng không phải bị kẻ thù nhốt. Ngược lại Đinh Kiếm vẫn đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, cuối cùng hắn ta ngẩng đầu lên, sau khi cẩn thận đánh giá Giang Khải, ánh mắt lập tức thay đổi. Trong mắt là vẻ không tưởng tượng nổi, hoảng sợ, Giang Khải cũng lập tức nghĩ ra, ta nhớ ra rồi, ngươi gọi là Đinh Kiếm đi. Thầy Phong Thủy kia. Gọi Đinh Thần. Nữ hài sửa lại, một tiểu hài tử như ngươi, hiện tại Đinh Thần đã là giai đoạn chiến thần. Im miệng. Đinh kiếm đột nhiên quát to một tiếng, người biết ngươi đang nói chuyện với ai không, nói xong, đinh kiếm vội vàng đi đến bên cạnh Giang Khải, tiểu nha đầu này là người mới, ngài đừng trách nàng. Nữ hài thấy phản ứng của đinh thần lập tức ngạc nhiên, đường đường đinh thần lại gọi người trẻ tuổi này là, ngài. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất kích động, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Giang Khải mỉm cười, ta không chấp nhặt như vậy, tiểu nha đầu, nhớ lời của ta, người không thể nhìn bề ngoài. Đinh kiếm, đám người thi thi đâu? Đưa ta vào đi. Phó hội trưởng, Hồ Bộ trưởng và Nguyễn Bộ trưởng đều không ở đây, bọn họ đến khu 3 trong coi phân hội bên đó, Triệu Bộ trưởng và Âu Dương Bộ trưởng ở khu 1, hiện tại đám người Xuân Lan đang ở Thiên Huyền Công hội, Liên minh Cổ Võ sắp học. Hội trưởng, cuối cùng ngài đã quay về, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, a à đúng, nhìn ngài phong trần mệt mỏi như vậy, vẫn nên về sân sau nghỉ ngơi đi. Giang Khải khẽ nhíu mày, hiện tại đám người này cũng bận rộn như vậy hả, công hội phát triển lớn cũng không tiện, không tìm được người. Đúng rồi, Vong Trần có ở đây không, ở. Hơn một năm nay hắn vẫn ở trong công hội, nói phải chờ ngài trở về. Cũng may tên này còn ở đây. Được, không cần đi theo ta, ta tự đi vào được, ngươi làm việc đi. Nói xong, Giang Khải tự đi vào trụ sở chờ sau khi Giang Khải tiến vào trụ sở, nữ hài vừa rồi mới dám lên tiếng, nàng tóm lấy tay áo đinh kiếm, đôi mắt trợn to, giọng điệu vô cùng khiếp sợ nhưng lời nói lại nhỏ như mũi kêu, đinh thần, ngài, ngài vừa, gọi hắn là gì? Hội trưởng Đinh kiếm trợn mắt nhìn nữ hài, đương nhiên là hội trưởng. Đã rất lâu rồi không gặp được lão nhân gia này, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người nói chủ thần không có người đáng tin, hiện tại lão nhân gia đã quay về rồi quá tốt rồi, đúng rồi, lộ đại ca nói, hội trưởng quay về thì phải đi báo cho hắn trước tiên, ta phải nhanh đi nói cho hắn biết. Nói xong, đinh kiếm kích động quay về trụ sở. Nữ hài đứng tại chỗ, hóa đá một lúc lâu. Cho đến lúc này, nàng mới vô thức nghĩ đến, hội trưởng. Trời à, hắn thật sự là Giang Khải hội trưởng, chiến thần hoa hạ bất tử, đã quay về. Giang Khải phát hiện quy mô trụ sở chủ thần lại lớn hơn, nhưng căn nhà gỗ nhỏ của hắn vẫn ở chỗ cũ, chắc Hà Thi Thi cố ý giữ lại cho hắn. Trong lương đình ở vườn hoa của nhà gỗ nhỏ, một bóng dáng cô độc đang ngơ ngác nhìn cầu nhỏ nước chảy, hoa nở hoa tàn bên ngoài đình. Khải đội, một năm một tháng, sao ngươi còn chưa về, ngươi đến vô tận luyện ngục, có phải cũng giống như vĩnh hằng khốn thú ngược lao, phải chịu sự tàn phá vô tận, đều là ta vô dụng, không được, dù là hận ý tràn ngập thì ta cũng phải cứu ngươi ta, nói xong, vong trần lấy ra tu la kính. Không biết đây đã là lần thứ mấy hắn ta có suy nghĩ này, thông qua tu la kính tiếp tục cường hóa thực lực của mình, mặc kệ sau cùng mình biến thành dáng vẻ gì, nhất định phải tiến vào vô tận luyện ngục. Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn ta. Vong Trần, làm gì thế? Vong Trần vừa nghe được giọng nói này, cả người nhảy dựng lên như là lò xo. Lúc hắn ta quay người thấy Giang Khải, càng sợ hãi đến không nói ra lời. Giang Khải nhìn Vong Trần, mỉm cười đi tới, đặt đá nguyên thần lên chiếc bàn đá trước mặt vong trần bất ngờ không vui vẻ không ta đã về khải đội ngươi ngươi lại đi ra từ vô tận luyện ngục phủ nam kia nói vô tận luyện ngục dùng để rèn luyện tu la siêu phàm thất giai ngươi lại ra được giang khải cười nói đúng là hơi khó nếu sau này ngươi vào đó tu luyện nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt không nói những thứ này nữa tảng đá này cho ngươi nhớ kỹ đừng bị những người khác mê hoặc buông bỏ hận ý trong lòng chỉ cần làm chính ngươi vẫn có thể mạnh lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.